saya itu depan. Vâng, lần đầu tiên xin chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Thì hôm nay Mai Sơn Rinh xin gửi đến các bạn một video hướng dẫn khắc dưa nghệ thuật với bộ dụng cụ rất là đơn giản. Sau đây thì Rinh sẽ hướng dẫn các bạn ráp dao vào cán. Xin các bạn chú ý. Rất đơn giản, Linh có thể tháo ra và ráp lại cho các bạn cùng xem được không? Tiếp theo là chúng ta sẽ khi khắc dưa thì chúng ta sẽ cần một bình hồ khô để chúng ta dán giấy. Đó, đầu tiên và khi được chọn được một mẫu thì chúng ta bắt đầu dán hồ bao hồ vào giấy, dán kín nha mọi người. Mời các bạn bao hồ thật đều vào giấy thật đều. Bắt đầu khi dán thì Rinh sẽ chia sẻ với các bạn là cách chọn dưa. Thì canh cho chuẩn. Khi bắt đầu dán thì các bạn chọn bố cục cho chuẩn vào mặt giữa quả dưa. Rồi bắt đầu miết đều hai cạnh. Rồi thật nhẹ nhàng các bạn. Thường thì không phải ai cũng vừa giỏi viết, người vừa giỏi khắc, nên chọn cách dán là cách nhanh nhất. Bởi vì khi dán này thì bố cục của tác phẩm nó đã hài hòa rồi, mình chỉ việc canh cho chuẩn thôi. Các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỗ màu nó không ăn thì mình có thể bao keo vào lại. Bạn nên nhớ là bao keo thật đều để cho nó ăn. Dưa cả ngày rồi mình tay hơi lắm, mọi người thông cảm nha. Chỗ nào nó gấp thì cứ cho nó gấp nha mọi người, không vấn đề gì hết. Những bạn mà mình đã gửi mẫu ấy, ở đây thời tiết hơi lạnh nên keo nó không được ăn nhiều. Các bạn có vấn đề gì thì cứ việc comment. Nếu sau buổi live stream này Rinh rảnh thì Rinh sẽ trả lời trực tiếp các comment của các bạn. Các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì cứ comment ở dưới nha. Và sau khi dán xong thì các bạn chờ 2 phút để cho hồ khô và bám chắc vào dưa. Do thời gian có hạn nên là mình sẽ không chờ được 2 phút, nên là mình sẽ làm liền. Nhưng mà các bạn nên nhớ là chờ 2 phút nhé. Ok, cách cầm dao ha. Vâng, và sau đây là cách cầm dao. Cứ cầm mạnh tay nha mọi người, cầm như thế này không bao giờ đứt cả. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân của mình làm rất là nhiều rồi. Mọi người thường là cầm rất ngại như thế này, bởi vì lưỡi dao này thật sự nó rất là sắc. Nhưng mà khi mình cầm ở như thế này, thứ nhất là mình sẽ có cái cỡ tay để mình điều chỉnh được cái lực tay của mình đi trên mặt dưa. Cái thứ hai á, cầm như thế này không phải đơn giản như là các bạn khắc dưa không, mà các bạn có thể khắc được nhiều thứ nữa. Ví dụ như đơn giản là như khắc trứng, khắc bút chì, nói chung là khắc nhiều cái. Và mình sẽ đây, nói chung đầu tiên ấy thì
cái mũi dao của các bạn ấy phải luôn luôn hướng vuông góc với mặt phẳng dưa. Đấy, cũng như thế này, mình sẽ đi cái viền trước ha, luôn luôn đi cái viền trước. Và cái thứ hai á, khi mà mình đi á, mình phải đi cho nó dứt khoát như thế này, không được đi ngắt quãng. Đó, không được đi như thế này ha, mình phải kéo. Cái đây mình dùng độ sắc của lưỡi dao ấy. Vâng, các bạn vừa dùng tay đặt và vừa dùng tay sai tới dưa cho nó hình tròn để hạn chế thay đổi cổ tay. Cổ tay mình vẫn giữ nguyên các bạn. Chủ yếu là mình sai tới dưa chạy theo trục của cổ tay. Phần này thì khá là đơn giản nhưng mà các bạn phải nắm được kỹ thuật cầm dao cho chắc. Vì ăn thua là cái chỗ cầm dao nha các bạn. Rồi, ok. Sau đó mình chữ mình cũng đây vậy ha. Luôn luôn vuông góc này, không có nghiêng qua bên này, không nghiêng qua bên này. Chữ thì mình luôn sẽ luôn đi chữ nhỏ thôi. Thì cái độ sâu mà độ sâu của lưỡi dao thì tầm 1 đến 2 mm, có nghĩa là vừa cắt qua lớp giấy thôi. Vâng. Sẽ đây ha. Chủ yếu là mình luôn luôn chủ động là xay quả dưa. Chậm thôi các bạn, cơ mình là hơi chậm đi. Dao đứng thẳng nha các bạn. Mình sẽ cố gắng là giữ cho cái tay mình hạn chế di chuyển. Mình sẽ nếu mà lưỡi dao vuông luôn luôn vuông góc với mặt phẳng dưa nha mọi người, không có nghiêng nha. Rồi, độ dài nó vừa phải thôi. À, mình xay dưa này. Dưa này. Luôn luôn hai ngón này là trụ nha. Chú ý cách cầm dao quên đi nha. Những nét xước các bạn xử lý chưa quen, các bạn có thể làm cho nó tròn như thế này. Các bạn nào có thắc mắc thì cứ comment nha, để mình hướng dẫn thêm nha. Cái bước này nó thực sự là đơn giản nhưng mà bước này lại là bước quan trọng nhất giúp cho cái quả dưa của mình nó sắc sảo hay không, là ăn thua ở cách đi nét của các bạn. À, như bạn nói à, thường thường thì một quả như thế này thì nếu mà hoàn thiện xong thì mình đi chỉ trong vòng 7 phút thôi, nhưng mà với bạn mới tập ấy thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 1 tiếng, nhưng vấn đề nó không sao cả, mình mới tập mà cứ cải thiện dần dần, chủ yếu là cái đường nét của mình cho nó sắc sảo là được. Có càng chậm nữa không mọi người? Như vậy là bạn Rinh đã gần lấy xong nắp của hình. Khá là đơn giản nhưng nó là cũng là bước quan trọng nhất. Trái dưa khi mà khắc xong á, nó có nét có đẹp hay không, có tròn đều hay không là dựa vào bước này nha các bạn. Ui, mấy bạn thông cảm nha, chân mình đau này nó hơi run. Xong rồi thì các bạn cứ gửi tất cả cái giấy rồi. Khi mà các bạn xong rồi cứ lọc ra. Ví dụ như bạn nào chưa quen á, mình có thể lọc phần trắng ra trước, hay mình có thể lọc phần chữ ra trước để thấy mình có xấu chỗ nào không. Ha? Đấy, khi mà mình đi nét là nét của mình bắt buộc như thế này, mình dở giấy này nó phải đi dứt điểm, dứt khoát. Rồi giờ mình cứ lọc trắng ra.
thường là sẽ có một cái mốt như thế này, hoặc các bạn có thể dùng khăn ướt ấy, nhưng mà thường thường mốt này sẽ tiện hơn ha, bởi vì cái này mình cứ lau đi lau lại, còn khăn ướt mình dùng cho nó khô. Và mấy bạn phải dùng một miếng mốt như thế này nhúng nước, rồi tiếp tục sẽ đến bước tiếp theo. Các bạn dùng mốt thấm nước khô vừa phải rồi mình lau cái dưa cho nó ướt các bạn. Rồi đây gọi là bước này là bước lạng vỏ. Thường thường thì khắc khi mà khắc chữ lên dưa thì sẽ có hai hình thức, có nghĩa là mình có thể là một là gọt vỏ, hai là lạng vỏ. Cạo vỏ, ở đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người cạo vỏ ha. Bởi vì khi mà cạo vỏ xong là mọi người sẽ để được dưa rất là lâu. Đã có bạn, những bạn học viên mình, học viên mình ấy học rồi là có thể để dưa hơn một năm chứ chưa hơn một năm. Là các bạn ở trên Đắk Lắk hay là ở phía Gia Lai rồi ấy, các bạn có thể cùng mình hỏi mấy bạn ấy. Đây là kỹ thuật này để dưa rất là lâu. Cái thứ hai á, đường nét của mình rất là sắc sảo. Và bắt đầu này, bước này gọi là bước lạng vỏ. Mọi chú ý cho kỹ nha. Cái mũi dao của mình, giờ mình sẽ đặt dưa nằm ngang. Đây là cách cầm dao của mình. Hai ngón ở đây, có nghĩa là lúc nãy là mình cầm như thế này. Giờ mình chỉ việc tịnh tiến cái tay mình đi lên một chút xíu. Nhưng mà mình sẽ lật nằm lưỡi dao lại. Rồi, mũi dao nó sẽ hướng ra cái nét mình đã đi. Đây là những nét mình đã đi. Chữ nó sẽ có hai bên, nét bên trái và nét bên phải. Rồi sau đó này, lưỡi dao sẽ hướng ra cái nét mình đi. Rồi mấy bạn sẽ là một lớp vỏ thật nhạt. Lưỡi dao là gần như là vuông góc của mặt dưa các bạn. Song song vuông góc đi đều chứ không có bắt túi mũi dưa xuống nha. Đây. Vỏ nó sẽ có 3 lớp ha. Đây là lớp vỏ xanh của dưa, sau đấy là lớp cứng, lớp sần của dưa, lớp này sẽ bảo vệ dưa sau qua cái lớp sần này, là có nghĩa là lớp mềm ấy, lớp mềm lớp trắng ấy. Mình lạng tới đâu, thường thường dưa nó sẽ, mình nói rồi, nó có một nét bên trái và một nét bên phải. Đấy. Khi mà nét lạng nét bên trái xong mình xay, nhớ phải xay dưa nha, rồi mình lạng tiếp tục bên này. Vì sao mình nói chỉ riêng có làm với cá nhân mình ha, chỉ riêng cái lưỡi dao này, con dao này, cán thì có nhiều loại cán, nhưng mà riêng với lưỡi này mình mới nhận thấy được sắc độ. Sắc độ có nghĩa là sao? Độ sáng tối từ việc lấy màu của vỏ dưa, trên vỏ dưa sẽ giúp mình sau này hoàn thiện, có thể là mấy bạn nâng cao là có thể làm được chân dung chẳng hạn, chân dung 3D, chân dung là có thể tạc luôn cái khuôn mặt mình lên đây vô tư từ màu của vỏ dưa này. Rồi tiếp tục sau khi mà lạng vỏ mình sẽ cạo ha. Có nghĩa là cạo tay vẫn vậy, mình dựng đứng cái mặt lưỡi này cạo này, cạo là các bạn sẽ cạo bằng một phần đầu lưỡi chứ không phải cạo bằng mũi ha. Có nghĩa là từ lưỡi vào ít nhất 2-3 mm. Đấy, cạo thì mình sẽ cạo theo từng lớp, nhớ là cạo theo một chiều đó nha mọi người, cạo theo nay cạo theo chiều dọc của chữ, chiều học của quả dưa. Thứ hai, khi mình cạo là mình phải chú ý điểm này, nhưng mà phải chú ý điểm sau này, cho cái mặt dao này nó không ăn cái nét bên này, nó sẽ bị lệch ha. Thường thường mấy bạn chưa quen là luôn luôn cạo bằng mũi dao sẽ làm dao cho dao xước. Mình cạo tới đâu, mình lạng tới đâu mình sẽ cạo tới đó, và cạo tới đâu là mình lau tới đó. Luôn luôn một tay bên này luôn cầm cái lao để làm gì, dưa nó sẽ xanh và nó đều. Có sai hai bay nha mọi người. Sẽ có sai tay cầm, sai tư thế, có nghĩa là tay thường đặt gần như thế này, mũi dao nó sẽ có xu hướng đi xuống và nó sẽ bị cái lỗ này. Đây. Đấy. Mình sẽ lại đúng như này ha.
cái này gọi là gọt rồi, có nghĩa là do thế tay mình sai. Tay mình á, từ lưỡi dao, từ đầu lưỡi dao cho tới cái chỗ tay cầm á, cái lưỡi dao này nó luôn luôn nằm trên mặt phẳng, mặt phẳng con chữ mình cần cạo. Khi mà bạn đặt tay gần nó sẽ chúi xuống, nhưng mà khi mà đặt xa quá mà không kiểm soát lực được ấy, không kiểm soát được cái độ cao của cái này, nó sẽ ăn qua mặt bên này. À, mình phải cầm vừa phải, làm sao cho mắt mình nó, mắt mình phải tập trung vào đây nữa chứ không phải tập trung riêng vào cái đầu lưỡi không. À, cứ vậy thôi, mấy bạn làm tới đâu mấy bạn sẽ cạo tới đó. Nhớ cạo theo chiều dọc của dưa nha. Thường thì mọi người có nhiều thắc mắc là dụng cụ nó như thế nào. Thật sự với mình thì nếu mà về khắc dưa rất chi là nhiều dụng cụ, nhưng mà với riêng mình là mình chỉ dùng mỗi cái này thôi. Bởi vì thực chất là riêng dụng cụ này nó áp dụng được rất nhiều thứ, nhưng mà với riêng mình cả cạo bỏ cũng vậy, chỉ có dụng cụ này mới làm nó sắc sảo được. Và bao nhiêu năm này từ những tác phẩm về chữ đơn giản, gọt vỏ hay là về làm chân dung chẳng hạn, là mình đều làm cái cán dao này và cái lưỡi dao này. Cái lưỡi dao này thì thật sự mọi người cũng rất dễ mua. Lưỡi dao này gọi là lưỡi dao mổ số 11, cán là cán dao mổ số 3. Mình có thể mua ở các cửa hàng vật tư y tế ở ngay cổng bệnh viện. Lưỡi này mà mọi người mua lẻ thì nhiều chỗ chỉ bán 1-2 nghìn trên một lưỡi. Mình mua một hộp thì có thể là tầm dao động là tầm 100 nghìn. Còn cán này thì cán tốt thì tầm 30, còn không thì nó dao động nói chung là từ 20-30 nghìn một cán. Mình sẽ làm chậm cho mọi người xem ha. Mọi người nhìn kỹ cách cạo của mình. Mấy bạn nào có câu hỏi thắc mắc thì cứ gửi bạn Linh sẽ cùng mình trả lời sau nha. Các bạn có thể chia sẻ để mọi người cùng biết và cùng học hỏi. Rồi cái thứ hai, một số cái điểm mọi người chú ý này, mình sẽ chỉ một cách xử lý cho nét mình đó. Vì bạn đi thì thường ngay ban đầu mình nói quan trọng nhất là cái đường nét của mình, nhưng nhiều bạn đi là chắc chắn chưa quen nó sẽ bị gãy khúc, hoặc là cái nét nó bị gãy, hoặc là nó bị gấp cạnh chẳng hạn. Đây là một cách xử lý đơn giản. Các bạn chỉ việc đặt dao xuống ha. Này, lưỡi dao này. Lưỡi dao này. Đây là lưỡi dao khi làm vỏ. Rồi, mình sẽ đặt lưỡi dao giống như lưỡi dao đang cạo. Có nghĩa là mình sẽ sắn ra ha, những chỗ nào góc cạnh mình có thể sắn ra như thế này chẳng hạn. Đặt mình cắt nó ra. Đấy. Bây giờ cái nét mình nó sẽ tròn ha. Tốc độ nhanh chậm là ăn thua ở chỗ cái lực tay của các bạn và cách điều khiển dao của các bạn như thế nào. Thì
thực sự cái phương pháp này nó không hề khó, nó đòi hỏi sự tỉ mỉ là nhiều. Nhớ là phải lạng tới đâu là lau tới đó nha mọi người. Lạng tới đâu là cạo tới đó, rồi cạo tới đâu là phải lau ngay tới đó. Đây, để thử một cái. Thường thường mọi người cạo thì sẽ cạo để lại như thế này. Hay như vậy xanh như thế này, cứ nghĩ là sạch nhưng mà không phải, là mình phải cạo cho kỹ à, cạo sạch luôn này. Thực sự các bạn mà chưa quen thì không phải cần phải đi mảng lớn như mình đâu ha. Các bạn có thể đi như thế này, đi từng mảng nhỏ như thế này ha, không vấn đề gì cả, từ từ nó sẽ quen. Nhớ nha mọi người, lưỡi dao luôn luôn hướng ra cái nét mình ở đây. Thường thường như thế này ha, ví dụ như cạo ví dụ cạo những mảng lớn như thế này, mấy bạn có thể mua thêm một cái con dao kiwi, ở đây mình cũng có sẵn. Thì kiwi cán đỏ, cái lưỡi nó cao ấy, tầm dao động thì từ 20 đến 30 nghìn trên một con thôi, ở chợ ấy, người ta bán đầy à. Mấy bạn sẽ dùng cái mũi dao, nhưng mà mình phải quay ngược lại, có nghĩa là mình dùng cái mũi dao này, thường thường cái dao nó sẽ cao, mình dùng cái đầu sống lưng của nó mình cạo cũng rất là đều màu. Hạt thứ hai thì nhiều bạn hỏi là có cái cây, đúng rồi, nó sẽ có một cái bộ mát, nó thì dao động từ vài trăm nghìn nếu mấy bạn có thể có điều kiện cái sắm. Nhưng mà nếu mà xác định mà làm về lâu về dài, hay là mình có muốn nâng cao ấy để mình lấy sắc độ, thì nên dùng cái này. Chỉ có dụng cụ này khi mình làm mình thấy được sắc độ màu của dưa, độ sáng tối của dưa. Đây đơn giản như là từ đây qua đây là rất nhiều bản màu rồi, mình sẽ lợi dụng nó để về sau là mình làm chân dung ha. Cứ vậy mình làm dễ mà. Các bạn dấu chấm hỏi là câu hỏi là làm gì không bị thâm hả anh? À, thường thường thì mọi người hay bị thâm thì mình nói ngay ban đầu rồi, đây là lỗi các bạn bị thâm, có nghĩa là mình gọt dưa sao thấy rõ không ta? Không thấy rõ nhưng mình cứ nói. Có nghĩa là mấy bạn khi lạng vỏ để ý, nó sẽ có một lớp vỏ màu xanh nè, rất chỉ là mỏng, sau đấy gọi là một cái lớp sần, lớp cứng của dưa. Thường thường các bạn bị thâm á, có nghĩa là các bạn cầm dao sai, cái lực đẩy tay của bạn mạnh nên nó sẽ có xu hướng chuối xuống, nó sẽ để ăn sâu vào cái lớp vỏ cứng ấy, thì dưa nó sẽ bị thâm. Thâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi cạo, các bạn cạo không đều tay. Không đều tay là sau khi hoàn thiện tác phẩm sẽ bị xước. Cái thứ hai là mình cạo quá nhiều đường trong một chỗ, nó sẽ bị thâm, nó đen lại. Còn nếu mà các bạn làm đúng ấy, tác phẩm này sau khi làm xong, mình càng để nó sẽ càng sáng, để càng lâu càng đẹp đó các bạn. Lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem một bộ quả dưa là để được hơn một tháng, nó vỏ rất là tươi và đẹp. Vâng, chào chị Titi. À, chào chị Titi nha, giờ mới thấy. Nói tao bị đau chân thôi cả. Hôm nay thì bạn Linh nó bị đau chân nên là bạn thông cảm nha.
đi để tiết kiệm thời gian của các bạn. Thì cạo thì nó đơn giản vậy thôi. Giờ tiếp tục mình sẽ làm qua dụng cụ khác ha. Còn tiếp theo thì khi cạo thì các bạn sẽ tiếp tục cạo theo những mảng còn lại, nhưng vì thời gian có hạn nên là Linh sẽ không cạo nữa và chuyển sang đi viền. Mình sẽ hướng mọi người dùng viền. Thường thường mọi người hay thắc mắc vì sao người ta đi cái viền để vậy. Mình có một phương pháp rất hay ha. À, đây là cũng là phương pháp của mình. Đây là mấy bạn xem khi mà Trang thường thường cái bộ mão mình gửi tặng cho mọi người á, thì Trang đó nó sẽ có viền tròn sẵn rồi, hoặc là phới dư dài sẽ có viền dài. Khi mình ngay ban đầu mình đã đi nét rồi nè, đây là đường nét cũ mình đi. Các bạn chỉ việc muốn có một cái viền như thế mà chị, mình sẽ lấy hai, một trong hai điểm, có nghĩa điểm này tùy mọi người thôi. Nè, điểm đầu bút hoặc là điểm nhựa này. Mình sẽ lấy điểm đó mình trùng với lại cái nét mình ở đây ha. Cái nét cũ của mình đây là nét này. Hiện tại là mình sẽ nắm từ điểm này sang điểm đầu. Đầu mỗi bút ha, mình sẽ nhấn xuống này. Mình sẽ nhấn đều, có thể là mấy bạn nhấn xa nhấn gần gì cũng được. Để làm sao? Đây. Có dấu các bạn nha. Đâu, có dấu là được rồi. Để làm gì? Tí nữa mình sẽ nối lại một cái vòng. Cái vòng đó nó sẽ song song với cái vòng này. Nó to hơn mà nó song song vòng này. Đây. Các bạn cứ làm như vậy thôi. Làm cả cái trái dưa. Rất là đơn giản. Thì các bạn làm gần làm sao như thế nào đó, cho mình khi mình nối lại nó vẫn tròn. Và điều phải nối cho nó tròn ha. Cái bút hiện Rinh đang làm là cái bút bạc nên nó sẽ nó... Mấy bạn sẽ mua cái bút bạc nếu mà hết mực ha. Bút này rất chi là dễ mua, nhớ là mua loại rẻ tiền nhất ha. Loại này chỉ có 3.000 một cây thôi. Nhìn nó rẻ tiền nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả đấy. Nếu mọi người làm sẽ giúp tăng độ chuyên nghiệp của mình lên. Có thể làm mẫu, có nghĩa là khi làm mẫu mình có thể làm luôn hai vòng tròn và cả cái hoa văn cho mọi người làm. Nhưng mà đây là cách để mọi người tập làm quen. Khắp tay các bạn, khắp tay các bạn. Mình nghĩ thì đây thì kinh nghiệm của mình thôi. Còn ai có mà kỹ thuật hay như thế nào hay hơn thì có thể chia sẻ với mình, với mọi người. Cảm ơn nhiều. Cùng chia sẻ để cùng tiến bộ. Chưa thấy ít của mình hỏi quá, các bạn nào có câu hỏi thì cứ hỏi đi, tiện thể Rinh trả lời luôn nha. Mình nghĩ cái này đơn giản ha, nên mọi người cũng không cần phải hỏi nhiều đâu, chỉ cần coi kỹ video của mình làm được rồi. Coi kỹ video thì mọi người có thể kiếm vài trăm mỗi ngày trong dịp Tết nếu chịu khó làm rồi đấy. Rồi ok, nhìn kỹ ha, đây là dụng cụ thường thường xúc. Cái này gọi đơn giản là cái sủi. Sủi thì có rất nhiều loại, ở ngoài đơn giản nhất là có thể ra mua ở cửa hàng vật liệu xây dựng hoặc những chỗ mà bán dụng cụ điêu khắc gỗ ấy. Thì mấy bạn cứ mua cái đục chữ V hoặc là họ gọi là cái tách đấy. Thì nhưng mà cái đó với riêng mình thì mình không thích dùng cái đó, bởi vì sao? Khi mình dùng cái cán nó bị hơi bị lớn. Đây là mình đi. Vì sao cán lớn? Khi mình lớn mình sẽ đặt vào đây, nó sẽ có xu hướng luôn luôn đưa cái mũi mình chúi xuống, nó sẽ ăn sâu vào dưa. Và cái lực tay của bạn chưa quen nó sẽ không đều. Đây thì bộ dụng cụ này là mình đã mua về, là mình mài lại hết rồi. Mình đã mài lại hết cái đầu lưỡi rồi. Và mình chỉnh sửa lại sao cái góc của nó đủ V để cho các bạn đi từ độ sâu cho đến độ rộng của cái viền cho nó thể hiện rõ ha. Giờ mình sẽ đi viền. Các bạn nhìn kỹ cách cầm nha. Đây. Cũng như cầm bút, lúc nãy mình cầm dao để mình đi nét, hay là mình cầm dao để mình cạo, mình cầm như này, giờ nó cũng chẳng khác gì hết. Mấy bạn luôn nhớ một điều là cách cầm này nó rất phổ biến, có nghĩa là nó với riêng mình và cái kinh nghiệm của mình thì mình áp dụng được rất nhiều thứ chứ không phải đơn giản như là khắc dưa đâu. Hay giờ mình sẽ đi ngón giữa mình luôn áp vào đây, thường thường mấy bạn hay lòng xuống đây không được ha, luôn luôn áp vào đây. Hai tay có nghĩa là ngón trỏ của mình sẽ tì lên, còn ngón cái sẽ kẹp bên này. Nè, lưỡi này luôn luôn, cả cái lưỡi luôn luôn nằm ở trên dưa, không có xu hướng chúi xuống à. Thường thường mấy bạn vẫn còn cầm sai một cái là cầm như thế này, xúc vẫn được thôi, nhưng mà về lâu về dài thì cái lực tay của mình nó sẽ không quen, có cứ cầm như thế này và dưa sẽ không được đều. Đây cầm, mình vừa cầm vừa đáy à.
sâu cạn là tùy mọi người, càng sâu thì cái nét nó sẽ càng to. Đó, mình cứ từ từ đi thôi, vừa đi vừa xay quả dưa ha. Đó, mình đi rất chỉ là chậm cho mọi người thấy. Cái này đòi hỏi các bạn phải lực tay thật là đều và cách cầm dao đúng, cách cầm sủi đúng thì đi nét của mình nó mới đều được. Khi báo bạn đi đường trong rồi, cố gắng đi cho xong nha. Đâu ok, mình sẽ đi xong luôn cái này luôn. Có ai hỏi gì không? Không, các bạn khen thầy tuyệt vời thôi. Các bạn trăng thị lệ Hồng, thầy đạt vời. À, chị Hồng, cô Tê. Rất là nhiều like cho, dành cho thầy đi. Nói chung thì rất mong muốn là các bạn chia sẻ clip này cho mọi người để ai cũng có thể tiếp cận được cho nó đơn giản. Kim Bảo Ngọc, anh gia anh rất thích nha. Còn dụng cụ thì thật sự thì mình không thể gửi được, nhưng mà ví dụ như sau Tết bạn nào cần cái inbox cho mình ha. Bộ dụng cụ này thì mình làm cả bộ mẫu luôn, là mình tặng cho các bạn thì 200k thôi. Ở đây là hầu như là mình chia sẻ nên rất mong là mỗi mọi người chỉ cần nhìn kỹ video thôi, mình nghĩ cũng không cần nhiều câu hỏi để đặt ra thôi, bởi vì trong video mình đã giải thích cặn kẽ rồi. Hiện tại thì có một số câu hỏi ngồi lề là muốn Rinh chia sẻ là Rinh đã có người yêu hay chưa? Rinh có người yêu rồi nha. Nói vậy cho nó nhanh. Vâng, câu hỏi là của bạn hơi buồn, xin lỗi các bạn nha. Xin lỗi, mình nhầm lẫn một tí này. Cái chỗ mà cái nét sau khi các bạn vẽ á, thường thường mà các bạn chưa quen á, mình đi lưỡi dao tiêu chuẩn, mình đang đi có nghĩa là mình đi một nét dao như cái nét ban đầu như thế này. Mình cũng đi vậy, đi vừa phải thôi. Có nghĩa là sao? Thứ nhất là mình sẽ làm đây, các bạn có thể làm điểm tựa của cái mặt sủi ha. Đấy, cho nó ăn vào cho nó dễ này. Đấy, còn không thì nếu mà quen tay là mình khuyến khích mọi người thì cứ sau khi vẽ xong thì cứ việc mà đi thôi cho nó nhanh. Một cô đang xem. Rinh ơi, gọi tên em và bán tin như nào? Anh thấy họ. Chào Hoàng nhá. Hoàng ơi, anh có gửi cho em cái bộ đồ nghề kìa, với lại gửi cho anh Luận á, em gửi giúp anh nha. Gửi cho mày khắc dưa kiếm tiền mua áo mặc. Đó, rất chứ là gì à, mấy bạn chỉ việc thường thường thì ai cũng có thể khéo tay à. Đơn giản là tay mình cũng xáo thôi, không phải đẹp gì cả, nhưng mà mấy bạn chịu khó tỉ mỉ tí là mấy bạn làm được. Rồi tiếp tục ha, mình sẽ hướng dẫn mọi người làm sao chia quả dưa cho nó đều, không có gì phức tạp cả. Nếu mà chưa quen, thường thường thì mình khuyến khích mọi người nên dùng xúc luôn, sủi luôn ha. Không thì dùng bút này. Mình sẽ chia dọc theo chiều dài quả dưa này, mình sẽ chia làm đôi này. Đấy, chia làm đôi này. Chị Đào Thị Lan Phương đang dặn Rinh là chưa chào chị. Em chào chị Phương nha. Trời ơi, em vừa quay em không có thấy được. Hello Ngọc, Kim Bảo Ngọc. Em đáp thính luôn. Rồi ok, chia đồng đâu ha, sau đó mình chia ngang này. Chia ngang ha. Rồi, mỗi 1/4 mình sẽ chia làm đâu. Chia thành 16 phần, 16 phần đó các bạn. Chia thành 8 đấy. Rồi thường thường thì mấy các bạn hay sai ở chỗ điểm này này. Đây mình chia như thế này là đúng không?
đúng là có nghĩa là cái độ thẳng của nó tương đối. Còn thường thường các bạn sẽ hướng vào tâm, có nghĩa là khi chia các bạn sẽ hướng tâm như thế này à, mà không được mình sẽ đẩy lại cái dấu này để tí mình làm hoa văn mình chỉ chỗ sai cho các bạn. Nguyễn Thị Thanh Trúc là chưa chào Trúc à, chào Trúc của ta rồi sửa qua. Thường thường cứ ở đây này mình sửa luôn nè. Mình sẽ để lại đường xa này. Khác sao chỗ khác có vậy xỉn màu không ring với lại khác sao để được bao lâu? Thì trong clip thì ring cũng đã có chia sẻ là cách nguyên nhân và cách khắc phục của các hiện tượng dưa khác màu các bạn. Rồi, ok. Tiếp tục. Đây là mình vẽ cái hoa văn đơn giản nhất, nhưng mà thường thường nếu mà chân tết thì người ta hay sử dụng này, gọi là hoa văn phong thủy đây. Nó rất là đơn giản. Mọi người chưa quen thì cứ vẽ ra. Đây là một đường. Ba đường này sẽ bằng nhau. Cái thứ hai, khoảng cách từ đây qua đây nó sẽ bằng từ đây qua đây ha. Rồi sau đó mình sẽ vẽ một đường cong kiến này. Cong kiến có nghĩa là sao? Nó sẽ cong theo cái vào này chứ không được vẽ thẳng nó sẽ bị thô. Ở đây này cũng vậy, mình tiếp tục một đường cong kiến nữa, rồi sau đó là một đường cong hở đấy, hở vừa phải, hở cho đều nha mọi người, chữ X đấy. Rồi ok, nó vào hai đường cong nhẹ nha. Ví dụ như mình khi mình vẽ qua đây chẳng hạn thì cũng vậy, từ đây qua đây nó sẽ bằng từ đây qua đây, mình nói với nhau là chúng bắp cái này bỏ qua đây ha. Rồi cái mà chú ý nè, các bạn thử hình dung khi mà mình nối các điểm này lại thì tất cả các đường này nó sẽ song song với nhau. Thường thường mọi người làm hay sai rồi đó là lại cái này nè. Hoa văn thì mọi người thích vẽ rồng vẽ rắn cũng được, nhưng mà đây là mình hướng dẫn mọi người cách vẽ hoa văn mà nó thông dụng, đơn giản vậy nè, đơn giản nhưng không đơn điệu này. Rồi mình vẽ như thế nào mình sẽ xúc như vậy ha, mình sẽ xuôi như vậy, một đường này. Hiện tại thì có đang có 564 lượt xem. Và đồng ý nếu mà các bạn chia mỗi người một chia sẻ thì đồng ý với là gần 600 chia sẻ các bạn. Đại khái là như vậy. Ok. Đấy, mọi người thấy không? Có nghĩa là mình vẽ như thế nào mình sẽ xúc như thế đấy. Tí là mọi người sẽ xúc luôn. Khi mà quen rồi là sẽ dùng cái này. Không cần vẽ nữa. Để cho tiết kiệm thời gian của mình. Không cần vẽ nữa, mình sẽ xúc luôn. Video gần kết thúc rồi, các bạn nào có câu hỏi thì tiếp tục hỏi thì thầy Linh sẽ tiếp tục trả lời nha. Rồi, ok rồi, cái nằm ở chỗ này ha, chỗ lúc nãy cái điểm sai của mình. À, xin lỗi mình vẽ hơi xa nè. Thường thường thì mấy bạn sẽ chia hướng màu tâm như thế này. À, khi mà hướng màu tâm như thế này thì các bạn hình dung đi, mình sẽ vẽ vẫn được thôi. Nhưng mà cái hoa văn của mình nó sẽ bị nghiêng mất. Sẽ có xu hướng nghiêng lên, nó không được đều như thế này ha. Đó là một hoa văn mình sẽ hướng dẫn luôn trong clip này thêm một hoa văn nữa, đó là nó chưa đơn giản. Đây là không còn vẽ nhé. Rồi mình sẽ đi một đường cong dài cam nha, có nghĩa là độ rộng từ điểm này đến điểm kia là nó bằng nhau cả. Đấy, một đường cong dài hở hai đầu cho bằng nhau nha. Thường thường thì trên một quả dưa mọi người chỉ đi một hoa văn thôi. Ở đây là mình hướng dẫn luôn tiện. Đấy. Còn ít bữa mọi người cứ thích vẽ rồng vẽ rắn gì thì vô tư. Rồi sau đó là một đường cong ngắn.
nó gần như giống chữ T đấy, chữ H ấy, chữ H đấy mọi người. Có nghĩa là đường này nó sẽ cắt này. Nhớ nha, tất cả các điểm này đấy, khi mà hình dung mình nói với nhau nó phải đều song song với nhau cả, không được rời rạc. Mọi người cần câu hỏi gì nữa không ạ? Chắc buổi live stream sẽ kết thúc ở đây. Xem buổi này đây. Ok, đây đây là tác phẩm do ông anh của mình làm, có nghĩa là đây là màu dưa của nó nha, không sơn màu. Thật sự là đây mình bật cái đèn lên á, nó không có rõ màu của nó, thật sự nó trắng, nó chỉ là đẹp. Các bạn để càng lâu thì dưa nó sẽ càng trắng, càng sáng lên. Nhất là khi mình chân lên bàn thờ chẳng hạn, đấy, ánh đèn nó rọi vào sẽ rất chỉ là sáng. Không cần phải bôi màu gì cả, chỉ cần mình cạo đều, rất chỉ là mịn. Đấy. Các học viên đây nha, mấy bạn thường thắc mắc là để dưa lâu được không? Nếu mà dưa không bơm thuốc chẳng hạn, mà dưa không ngâm thuốc, cứ đều đều, dưa sạch ít nhất là 1 năm, có người đã để được 1 năm, nhiều người rồi chứ không phải là có người. Và dưa thường thường năm ngoái như năm trước 2015 mình có khắc thì dưa thì để đến hơn một năm. Sao kết thúc buổi video này là kỹ thuật thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật sự thì buổi video xin chưa đây từ từ đây là mình sẽ hướng dẫn mọi người tháo dao. Nãy lúc nãy tay mình trừ quá, đây mình chỉ cần đặt tay với tay phải này, mình sẽ làm tay trái nè. Đây với tay phải mọi người dùng ngón trỏ của tay trái đẩy lên, ở đây nó sẽ có một cái mớp, mình chỉ cần đẩy qua cái mớp này, sau đó mình dùng hai ngón này mình kéo lưỡi ra, rất là đơn giản. Lưỡi nha, đầu khi cầm lưỡi nhét vào cũng vậy, mũi luôn hướng về phía trước, cái mặt lưỡi ấy cũng luôn hướng về phía trước này, không có cầm như thế này ha, cầm nó về trước này, rồi sẽ đặt vào. Ở đây nó sẽ có một cái dải phân cách, đấy, mình chỉ cần, bởi vì ở giữa cái cây này có một cái khe này, mình đặt cho trùng vào cái khe đó thôi, rồi mình đẩy xuống, nhớ đặt thẳng nha, không được đặt nghiêng nó sẽ cứng, đấy, cứ vậy đẩy xuống thôi, nó vào, ha, rất là kỳ. Thật sự thì mình cắt dưa cả ngày rồi, nên tay chân mình cũng còn lắm, chưa kể chân đau hơn mệt, nên mọi người thông cảm, đấy. Rất dễ đúng không ạ? Đấy, dụng cụ chỉ cần chừng này thôi, không cần nhiều. Thứ nhất này, mẫu thì mình gửi cho mọi người rồi. Thứ nhất này, hồ khô, mua loại rẻ tiền nhất. Đấy, hồ khô này là glow stick. Cái này thì tầm 20.000 một hộp, lớn là tầm 12 cây thì các bạn xài chắc rất là nhiều. Rồi cái thứ hai là dao, cán dao mổ số 11, cái dao mũi số 3, lưỡi dao mũi số 11 ha, mình có thể mua ở cửa hàng vật tư y tế. Đây là cái bút bà, thường thường người ta viết thiệp rồi, nhưng mà cũng nhớ nha, mua loại rẻ nhất, một hộp nó tầm 30.000 12 cây, cứ mua loại rẻ nhất làm cho có giáo ha. Đấy, đây tiếp tục là miếng mút này nhìn cũng quan trọng lắm nha, có thể lấy rẻ nhưng mà rẻ thì hôm nay bởi vì nhiều loại rẻ bị thô ấy, mình lao nó sẽ bị tài dưa. Không thì các bạn có thể nó dùng khăn ướt, mình đang dùng cái này cho nó tiện, mình cứ ngâm nước mình dùng là để được lau thôi. Rồi cái thứ tư là sủi. Đấy, sủi thì thường thường các bạn có thể tự chế, hoặc là nếu mà bạn nào mà cần bận quá thì cứ liên hệ mình, một bộ tổng cộng và quan trọng nhất là bộ mão nữa thì 200.000, nhưng mà hiện giờ tới Tết thì mình không có thể ship tiếp tục được. Nếu mà cần thì sau Tết cứ liên hệ mình ha. Đấy. Rồi chúc mọi người thành công nha, cầu nếu mà ai mà bạn bè không xem được thì mọi người sát cho mọi người xe giúp mình ha, cho mọi người có thể tiếp cận được, có thể giờ thì có thể tiếp tục làm, giờ mình làm thứ tết là vô tư đấy. Tạm biệt mọi người ha, kết thúc ở đây rồi, chúc mọi người thành công.